Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Achu. Các bác đang xem ở trong bếp này thì là hai cái chốt di của Mỹ. Cái chốt này là cái chốt này, chốt cọc rào của sân bay. Nó này là đoạn chốt vuông. Bây giờ hôm nay chúng tôi sẽ làm cái này, là làm trả cho khách nên là thép này chúng tôi không có các bác nhé. Các bác xem tham khảo mang thép này. Một con chốt này thì làm được một con 28. Giờ cho vào đập. Các bác đang xem là chú đang dồn cái phần thép vào để cho cái bục của nó to hơn. Hai con. Cái loại này là chốt di xịn nhé, chốt di ăn tôi. Thank you.
bây giờ đang đập bằng các bác ạ, đang quá trình tên bằng. Các bác cùng xem chú tôi chốt ghi của Mỹ. Mẹ này có 4 con, 2 con quay và 2 con lằn trước rồi. Cái này là sản phẩm của anh Tí Tây Linh. Anh này thì anh làm cũng đến 20 con rồi. Ở bếp trên thì chú đang đun ấm chè xanh. Các bác xem là mới làm cái chụp này thì nó đỡ bụi hơn này, nó bay hết ra ngoài. Các bác cùng xem cái nước tôi nửa con. Đây là quá trình rang. Mình tôi này lâu hơi tôi này hơi lâu nhỉ, người ta tôi kia này nó tôi cần đá nhanh. Vừa rồi các bác xem qua cái quá trình mà chúng tôi rèn và tôi. Thế đây là quá trình khi tôi xong. Thì khi mình mài trắng và tôi bằng nước thì nó sẽ lên những cái đường này rất là rõ. Có nghĩa là chúng ta cứ dễ hình dung là nó trắng đến đâu thì nó sẽ cứng đến đấy. Ví dụ như con này các bác xem nhé. Con này nó trắng nhiều này. Này, ví dụ hai con này nhá. Con này nhìn rõ hơn này.
nó trắng đâu thì nó sẽ già đấy, cứng đấy, có nghĩa là nó trắng đến phần này. Thì các bác có thể dùng cái con này nước tôi đến mài đến cái phần này, đến cái phần trắng này, đến cái phần này thì chúng ta mới có thể đi làm tiếp tản rộng ra. Còn đến cái phần này nó khá là dày rồi, nên các bác không thể dùng được nữa rồi, nên là không thể nào tôi được cả con. Đấy, nên cái nó giữ này cái phần dẻo này để giữ cho con dao nó có độ dẻo của con dao. Đấy, gửi cho bác xem. Đấy, ông nhà thì ông ấy sẽ thiên tôi về cái phần này nhiều hơn. Đấy, để các bác xem. Đây là thép chốt di. Bây giờ chúng tôi sẽ đi mài và làm cán vỏ cho các bác xem. Các bác vừa xem là chúng tôi rèn hai cái con chốt di của Mỹ, thì đó là hai con này. Trước đó thì chúng tôi đã rèn hai con nữa cũng là chốt di của Mỹ, có nghĩa là ở đây là sẽ có bốn con chốt di của Mỹ là cùng một chủ. Đấy, bây giờ là vỏ cùng nhau xem, bốn con này là cùng một chủ. Tất cả là đều làm vỏ chắc hết, vỏ chắc hết. Sản phẩm này là của một anh ở Tây Linh. Để các bác xem. Những cái tấm gỗ này nó sâu. Lựa những mặt đẹp nhất có thể này nè.
Ở đây cái vụ đồng nó các bác vừa xem qua quá trình mà chúng tôi hoàn thiện thì đây là cái quá trình và sản phẩm cuối cùng trước khi đến tay khách hàng. Đấy. Bốn con thuốc di Mỹ của anh Ti Tê Linh. Anh này thì là một khách hàng thân thiết của bên chúng tôi. Bốn con này mới để, những con trước nữa thì cũng rơi vào khoảng độ 20 con thôi. Đây, toàn anh ấy hàng, anh ấy gửi vỏ gỗ thôi. Về chất lượng thì rất được tin tưởng vì làm nhiều rồi, nên là gửi cho các bác xem. Cũng là quay lại kỷ niệm cho anh ấy. Anh ấy hoàn toàn là gỗ chắc 100%. Con này là chắc đuôi cong, chỗ này đuôi cong. Con này đặng chắc phèo. Con này chắc đỏ, đỏ đen. Này, xin chào các bác, là chúng tôi không test dao nhé, test để quay lại cho các bác xem cũng như là làm cái video kỷ niệm cho anh ấy. Con này nó mới dính cái rác này, gỗ này là gỗ của anh ấy gửi nên là làm được như nào thì gửi trả anh ấy. Rồi, xin chào các bác, quay một cái video làm kỷ niệm, làm kỷ niệm của chúng tôi. Tất cả là chô di và cán bộ gỗ chắc. Rồi, cảm ơn các bác đã đón xem.